Dân tử trùm cuối thị phi của bộ tứ thánh nữ trượt tay chuyên dìm hàng cà khịa đồng nghiệp. Trong showbiz, thuật ngữ trượt tay được sử dụng mỗi lần khi nghệ sĩ vô tình like một bài viết nào đó trên mạng xã hội. Tuy nhiên có không ít trường hợp bị gắn mác trà xanh vì like bài viết cà khịa dìm hàng đồng nghiệp. Dương Mịch. Dương Mịch được coi là nữ thần thành công nhất nhì thế hệ sau nữ sau năm 1985 hiện nay. Sự nghiệp thành công dữ dội, EQ cũng thuộc dạng hàng hiếm. Song số lần trượt tay của Dương Mịch trên mạng xã hội lại khiến công chúng ngao ngán thật sự. Mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa thường trượt tay những bài chí mạng. Những lần trót lỡ trượt tay của mỹ nhân này luôn luôn liên quan đến những đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Dương Mịch đã trót lỡ tay ấn like bài viết tố Angela Baby thích trùng tu, nghi vấn về nhan sắc khác lạ của phú sắc hoàng hậu Tần Lam. Trượt tay like bài hóng scandal clip nóng của Trương Bích Thần và Trịnh Tử Hào. Đáng chú ý là được cư dân mạng bàn tán nhiều nhất là lần Dương Mịch trượt tay like bài mắng Đường Yên lợi dụng tình chị em Pia và bôi đen Dương Mịch. Bên cạnh đó, Dương Mịch còn lỡ tay like bài hóng scandal clip nóng của Trương Bích Thần và Trịnh Tử Hào. Không dừng lại ở đó, Dương Mịch còn like bài nghi vấn về nhan sắc khác lạ của phú sắc hoàng hậu Tần Lam. Bài viết này nghi vấn Tần Lam đã phẫu thuật thẩm mỹ nên mới có nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Triệu Lộ Tư. Cô nàng thứ hai trong bộ tứ trượt tay chính là tiểu Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư. Cô nàng có không ít lần khiến netizen ngán ngẩm về những hành động mất lý trí của mình. Trong đó phải kể tới việc ngôi sao Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử từng ấn like những bài viết gây tranh luận như chê tạo hình nữ thần Kim Ưng của đàn chị Tống Thiến, hạ bệ Ngô Tuyên Nghi, so sánh giọng hát của bản thân với mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y. Đăng bài tỏ tình tiêu chiến sau phòng làm việc đính chính là ảnh Photoshop nhưng cư dân mạng không tin. Nhiều netizen nhận ra ekip Triệu Lộ Tư có dấu hiệu dở chiêu trò. Ekip bị phát hiện cố tình cài bài viết sẽ lên Weibo lúc 23 giờ 48 phút nhưng lại lộ dấu hiệu chuyển chế độ bài viết thanh minh từ riêng tư sang công khai lúc 23 giờ 48 phút 17 giây, chứng minh ekip đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ cần có tin tức và tìm thời gian thích hợp sẽ tung ra bài phủ nhận. Âu Dương Nana. Chắc chắn trong danh sách này không thể thiếu cái tên Âu Dương Nana được. Tuy số lần trượt tay của cô nàng không quá nhiều nhưng cũng khiến mọi người ngỡ ngàng vì trót lỡ like những bài viết ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến việc cô nàng like dạo bình luận, tuyên bố không đồng ý quan điểm cô gái nào cũng muốn trở thành Âu Dương Nana, nhưng là âm thầm like bình luận tân bốc mình. Tiếp đến là ấn like bài chê diễn xuất của Phạm Băng Băng. Sau đó còn like bài viết tại sao điều tuyệt vời nhất của chúng ta không phải do Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Nana diễn, nhằm ca khịa Đàm Tùng Vận. Dương Tử. Dương Tử đích thị là trùm cuối thị phi của bộ tứ thánh nữ trượt tay showbiz. Tính sương sương thôi, Dương Tử đã trượt tay khoảng 30 lần với loạt hành động khó hiểu từ like bài, like bình luận, follow rồi unfollow trên mạng xã hội. Không nói quá khi gọi Dương Tử là nữ hoàng trượt tay. Cụ thể khi Tiêu Chiến đăng tải bài viết trên Weibo, một lần nữa anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa Minh Tinh và fan hâm mộ. Nam diễn viên hy vọng fan có thể quan tâm đến cuộc sống của chính họ, tôn trọng quy tắc nghề nghiệp và giới hạn của ngành nghề, sau đó mới theo đuổi Minh Tinh. Cuối cùng Tiêu Chiến đúc kết bằng một câu nói, tôi không cần tiếp ứng. Dương Tử đã like bài viết này của Tiêu Chiến nhưng sau đó lại hủy bỏ. Thời điểm đó Tiêu Chiến và Dương Tử đang hợp tác trong phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Động thái này của Dương Tử khiến dân mạng nghi ngờ đang cố tình tạo độ nóng cho phim. Trương Tuyết Nghênh là người bị hại lớn nhất trong chuyện tình Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt chia tay. Fan Dương Tử đem nguyên nhân đổ vỡ tình cảm giữa hai người họ quy về người thứ ba. Trong thời gian hai người hẹn hò, Tần Tuấn Kiệt và Trương Tuyết Nghênh đang trong đoàn quay phim. Dương Tử nói với truyền thông rằng mình nằm mơ thấy bạn trai hẹn hò với bạn diễn nữ trong đoàn phim. Sau đó, ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Sương thản nhiên like bài viết của blogger để biến Trương Tuyết Nghênh thành tiểu tam một cách vô cùng vi diệu. Cho dù sau đó Dương Tử đã like bài viết giúp Trương Tuyết Nghênh phủ nhận tin đồn, nhưng dư luận vẫn luôn đinh ninh cho rằng Trương Tuyết Nghênh là tiểu tam, còn Tần Tuấn Kiệt là kẻ phản bội, khiến hai người này bị nhấn chìm trong những lời mắng chửi của netizen. Trong những bài like của Dương Tử có thể tìm thấy những bài viết có nội dung liên quan đến cô ấy với Đặng Luân, Vương Tuấn Khải. Đặng Luân và Dương Tử hợp tác trong phim Hương Mật Tựa Khói Sương mang về lượng lớn fan couple. Dù phim đã kết thúc khá lâu nhưng fan couple vẫn rất trung thành và cả hai vẫn thường xuyên bị gán ghép. Việc Dương Tử like bài viết liên quan đến Đặng Luân cùng blogger vào năm 2018 được cho là mục đích để PR cho Hương Mật Tựa Khói Sương. Dương Tử và Vương Tuấn Khải hợp tác trong show Nhà Hàng Trung Hoa cũng xuất hiện tin tỷ đệ luyến, cặp đôi chị em. Từ đó fan couple của cả hai bắt đầu xuất hiện. Sau đó phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đăng bài phủ nhận tin đồn, nhưng sau đó có dân mạng phát hiện Dương Tử đã follow Weibo fan lớn couple, còn là chủ nhóm fan couple, khiến người hâm mộ cảm thấy bối rối. Dương Tử còn like video fan ghép đôi với Sehun của EXO, like bài chửi Quang Hiểu Đồng, cạnh tranh với Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, danh sách mà Dương Tử từng follow, unfollow cũng toàn những nam thần từng đóng cặp với cô. Họ cũng rất nổi tiếng trong showbiz như Ngô Dực Phàm, Đặng Luân, Lý Hiện, Lý Dịch Phong, hậu viên hội của Vương Nhất Bác. Chính vì vậy mà nhiều người cũng cho rằng hành động của Dương Tử mỗi lần trượt tay này đều có chủ đích chứ không phải vô tình như nhiều người khác.